Quản lý Lâm. Sao rồi? Vừa mới uống xong bát canh. Tốt, để tôi. Nào, để tôi. Liên trưởng. Liên trưởng. Anh phó đến rồi. Đến rồi à? Tôi đem đến vài thứ cho cậu. Chắc chắn cậu sẽ thích. Nào, mở ra xem đi. Đây là ai vẽ vậy? Một liên trưởng có tính cách vô cùng cố chấp vẽ đấy. Tôi quen sao? Anh quen, chúng ta đều quen. Vẽ đẹp lắm. Hiện giờ chúng đang ở đâu? Một số thì còn sống, một số thì đã mất rồi. Tôi có thể đi thăm chúng không? Các cậu đều là những người từng ở liên đội 3. Chỉ cần các cậu thấy nhớ thì cứ quay về thăm. Hết. Tôi tên Tạ Liên Thành. Tôi là binh sĩ của liên đội 3. Liên đội 3. Liên đội 3 tốt. Nếu như tôi về nhà rồi, việc đầu tiên mà tôi muốn làm chính là đóng cửa quán thịt cầy của bố tôi. Liên đội 3 chỉnh diễn không quỵ ngã. Chào. Tôi yêu liên đội 3. Tôi nói này Dương Tiểu Thiên, cậu có thể giống một người đàn ông không vậy? Nhìn tôi này. Tôi yêu liên đội 3. Tôi yêu liên đội 3. Cái này được. Còn Lưu Bảo, tôi đã hại cậu ấy. Cậu ấy muốn làm lính cả đời này. Cậu ấy không muốn giải ngũ. Lúc đó tôi nói với cậu ấy: Lưu Bảo, cậu khá lắm, theo tôi làm thật tốt nào. Cậu ấy luôn luôn nghe lời tôi nói. Tôi không phải là một trưởng ban đủ tiêu chuẩn. Bây giờ liên đội 3 giải tán rồi. Lưu Bảo, cậu phải làm sao đây? Kakua, cậu đi đường chắc giả rồi. Anh Bạch khách sáo rồi. Hàng đã chuyển đến, xin kiểm tra. Tổng cộng 52 con. Trên đường đi chết hết 3 con. Nhị gia, anh thật là khách sáo quá. Biết các anh em thèm thịt nên cố tình bảo cậu Kakua đi một chuyến. Anh, người khác thì em không biết, nhưng mà làm thịt cầy thì em thế này này. Vậy em muốn làm thịt kho hay là dạng hầm đó ở quê nhà chúng ta? Câm miệng. Chuyện gì vậy? Là nghĩ gì? Giết nó thì em nghe hiểu, còn câu này thì em không biết.
Nhị gia, là nghĩa gì ạ? Ý của tôi là những chú chó này có giá trị hơn so với đám vô dụng các anh rất là nhiều. Chuẩn bị hát. Dậy đi, hỡi những người không muốn làm nô lệ, dùng máu thịt của chúng ta xây nên bức trường thành mới. Trung Hoa Dân Quốc đã đến. Những lúc nguy hiểm nhất, những người bị bức ép sẽ phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Liên đội 3 là gì? Báo cáo. Nếu chúng tôi hy sinh, hồn của chúng tôi sẽ vĩnh viễn trong coi bảo vệ biên cương của tổ quốc. Quân nhân hy sinh vì nước, hồn bảo vệ biên cương. Bố. 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 Sao bố lại đến đây vậy? Con đang làm gì vậy? Bố, bố có biết ngày nào ở quảng trường Thiên An Môn cũng đều phải kéo cờ không? Con đang làm gọi là kéo cờ ạ. Anh Lưu Bảo. Nhìn cái gì? Đây là cháu ngoại của bác Dương con đấy. Thúy Nhi. Thúy Nhi. Con đấy, con quên rồi à. Lúc con còn nhỏ suốt ngày cứ ăn hiếp người ta, còn nói người ta nước mũi chảy ròng ròng. Đấy, con xem đi, lanh lợi thế này. Con xem có đáng yêu hay không chứ. Bố, lần này bố đến cũng không nói trước với con một tiếng, để con chuẩn bị một chút. Thúy Nhi, em ở căn phòng này đi. Lát nữa anh sẽ mang chăn đệm đến cho em. Được. Chú, đây là quân doanh sao? Không phải chú nói quân doanh rất náo nhiệt hay sao? Nhưng mà ở đây sao chẳng có người nào vậy? Đúng là rất náo nhiệt mà. Chuyện này là như thế nào? Đúng, bố anh nói đúng. Ở đây trước đây đúng là rất náo nhiệt. Nhưng mà tình hình bây giờ không còn giống trước nữa. Bây giờ ở đây, con. Bố ở chỗ nào? Bố, bố ở chung với con. Thúy Nhi, dẫn bố đi xem đi. Bố, Thúy Nhi là cô gái xinh nhất ở quê mình. Cô ấy làm sao thích con được chứ? Thích thì là